Nếu như các bạn đã có tiền mà vẫn chưa biết mua nick ở đâu thì hãy lên ngay hanoshop.com để ủng hộ mình nhá. Shop hiện tại đang bán nick, bán vàng, bán ngọc hoàn toàn tự động và nạp thẻ không chịu chiết khấu. Nếu các bạn đã có nhu cầu cần mua thì cứ lên ngay hanoshop.com để ủng hộ mình nhá. Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì mình vẫn là PC Gaming đây và hôm nay hôm nọ thì mình có làm một clip đi đại hô thuật mà thằng bạn mình nó cho mình cái kèo mà vô địch thì mình sẽ nhận được 1 triệu ấy. Thì hôm đấy thì mình hơi cù một tí anh em ạ, với cả chưa chuẩn bị được đồ ấy. Thì thế nào hôm nay thì coi như là mình sẽ bỏ ra một số tiền cũng khá là to đối với mình, gần Tết rồi mà đầu tư một tí thôi để cày cái hành trình này nhá. Mình sẽ mua cho sư phụ một set đồ sức đánh 7 sao anh em ạ. Đó thì bây giờ thì mình sẽ qua bên kia để giao dịch thôi, tại vì là thằng bán đồ cho mình ấy, hiện tại thì mình đã chuyển tiền rồi và bây giờ chỉ cần giao dịch thôi. Tại vì là cái ông này ấy, là cái ông mà làm cùng mình ở bên shop đó, thế nên là rất là kiểu anh em tin tưởng nhau ấy, thế nên là giao dịch mình chuyển tiền trước luôn. Với cả là hiện tại thì cái anh em nhìn thấy cái logo hanoshop.com ấy, hiện tại thì là bên mà bây giờ chuyển sang bên mình quản lý rồi ấy. Thế nên là hiện tại thì mình quản lý shop luôn. Thì anh em nào cần mua vàng hay mua nick, mua ngọc ấy, em thử vận may tandem hay là tất cả mọi thứ về về shop ấy, về ngọc giống ấy, thì anh em cứ lên ngay cái shop để mua ủng hộ mình nhá. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ qua bên trạm tàu Namek, trạm tàu vũ trụ xây ra khu 14 anh em ạ. Tạm biệt thằng bạn của mình, để thằng bạn mình nó bên này. Đây đây, qua giao dịch đây, qua giao dịch đây, thằng bạn mình nó hú mình anh em ạ. Ok, hợp thôi. Đây, bà Tân Vlog anh em ạ. Bà Tân Vlog, ok luôn. Được đấy. Đây, bây giờ mình sẽ giao dịch chiếc đồ này nha anh em nhé. Sau thì mình sẽ sang đăng ký này. Đây, mình đã chuẩn bị một set 7 sao. Cái set này là mình đầu tư là mất 3 triệu anh em nhé. Set này là mình mua mất 3 triệu. Không biết là có đắt hay không, nhưng mà anh em thử cho mình cái cảm. Mình thì mình thích chơi sức đánh anh em ạ. Đằng nào thì mình cũng sẽ đi làm nhiệm vụ các thứ luôn. Thế nên là mình chơi hẳn, đầu tư hẳn set này sức đánh luôn nha anh em nhé. Mình không có găng. Găng thì có cái găng tiếng nó sức mạnh, nhưng mà lại đang để cho thằng bạn mình mượn mất rồi anh em ạ. Nhà thôi không sao, tí nữa ăn cuồng độ vào nữa là đấm tơi bời khói lửa luôn anh em. Bây giờ là đi đăng ký trước nhá. Trước tiên là bây giờ phải đi đăng ký trước này, xong đấy là đi mua cuồng độ giáp sen cái thứ nữa để có thể là đi phục thù được, đúng không anh em? Đây đó, đăng ký trước nhá. Rồi này, sau đó thì chúng ta sẽ qua bên kia để lại bay về làng Garrot làm gì không biết nữa. Đây, qua siêu thị, tại vì ở bên siêu thị này ấy, thì người ta hay có mấy cái con bot ấy, nó đứng nó bán cái đây là kiểu đây bán giáp sen bổ huyết thứ ai, mình sẽ mua kiểu cuồng nổ thứ kia rất là nhiều. Lúc mình cần giáp sen nhưng mà lại không ai bán giáp sen. Cái này thì bao nhiêu tiền một cái bổ huyết nhỉ? 3,8 triệu đúng không? Phải 3,8 triệu không nhỉ? Mình sẽ chỉ mua một cái thôi. Thằng này nó bán cái gì đấy? Để mình xem là nó chat nó bán cái gì đã. Thì 2,5 triệu một cái anh em ạ. Thế là mình sẽ giao cho nó 5 triệu. Mà thôi 5 triệu thì tí là không đủ ấy, tại vì là nick của mình hiện tại thì không có đủ vàng, mình không có chứa nhiều vàng. Nghĩa là bây giờ hiện tại có 71 triệu à? Nó có 71 triệu cơ mà. Mình cứ tưởng là 7 triệu anh em ạ. Thôi được không sao, bây giờ là có bổ huyết rồi này, có cuồng nộ rồi này. Tại vì là nick của mình HP khá là ít và giáp cũng không có nữa, thế nên là bây giờ thì mình sẽ đi cần phải mua một cái giáp sen anh em ạ. Mình cần phải mua một cái giáp sen nữa. Mình sẽ sang khu 1 để xem là có anh em nào bán giáp sen treo ở đây không nhá. Mình hy vọng là có một ông nào đó bán giáp sen. Đây đây đây, 1,1 triệu một cái. Ok. Ông nào bán ấy nhỉ? Ông này đúng không? Hình như là ở đây có mấy ông treo đứng đây, nhưng mà đây hình như ông xe ra này thì phải 1,1 triệu đúng không? Thì là mình sẽ cho đợi ông đấy 2,2 triệu. Ôi 20 triệu rồi, rồi 10 cái luôn à? Có 20 cái luôn chứ. Thôi không sao. Mất công mua rồi thì thôi anh em ạ. 5, 3 5, 9 9 3, 7 1 gì vậy? C là số 5 đúng không? X là số 9 này, X nữa là số 9 này, H là số 3, mà C là số 5, B là số 7. Mẹ, bấm nhầm anh ạ. Ok, vậy là xong rồi. Và bây giờ mình đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ rồi, và bây giờ chỉ cần đợi để lên sàn và thi đấu thôi anh em.
Hôm nay thì mình sẽ thi đấu để thắng vòng 2 đội phẫu thuật và mình coi như là mình sẽ thử xem là có vô địch được hay không. Thì từ nãy giờ thì mình cũng đã làm một vài cái thủ tục thôi và cũng hơi mất thời gian của anh em, thì có gì em thông cảm nhá. Và bây giờ thì đợi đến cái lên sàn đấu thôi anh em ơi. Đợi lên sàn và kết chiến thôi nhá. Đến qua anh em ạ, thì vừa nãy gặp cái ông kia nhưng mà mình quên mất là mình không đi học khiên năng lượng ấy, chán vã cả trường. Mình thế là vẫn không phục thù được, chỉ được cái là mình đã thắng vòng 2 rồi và